thiện là má chơi đi, chơi thoải mái đâu. Năm 50 này mấy em không mua thì xe này mình chuẩn bị dán tem rồi nha anh em. Chiếc này là chiếc Raider 2018 màu đỏ đen. Ngày xuống bến cầm mày đáng lý mâm zin đó là mâm màu đỏ. Qua có thiện lại Tú à. Còn này là Raider bị Yoshimura mà giờ mình đang gắn cái bát phun với cái lọc gió. Rồi hai cái ốp Mika cho em. Vậy em gắn ở ngoài không Đạt? Gắn cái lọc gió ở ngoài đúng không? Hay là gắn ở trong hộp? Ở ngoài phải không? Rồi. Ok. Tay tem mình đây. Chuẩn bị rồi, xong hết rồi. Thì tôi tiện câu cái gì em nhìn em cũng biết rồi. Tôi tiện đi trang cái tiêu rồi tiêu anh đi nhiêu hả? 25. Cái tiêu đang đi lâu này nè. Ừ, 25. Đi tiêu đó luôn đi, em đi tiêu đó. Rồi gắn chưa? Gắn luôn phải không? Gắn bô luôn hả? Bô với tiêu đó nhiều. Để gắn được cái bát phun với cái lọc gió là mình phải tháo nguyên cái dàn áo rồi ra luôn, thì mình lấy cái hộp nó ra mới dễ cho anh em. Bát phun thì nằm ở dưới phần dưới cái cốp này nè. Tháo cái cốp rồi ra luôn. Bây giờ mình lột tem chiếc xe này ra thôi. Để tháo ra. À, căng bóng tài hết rồi, giờ nó không có khó. Tháo hơi xe nha. Được. Nè, dựng nhà không giặt hai tuần lễ. Tôi tháo không bấm nổi thôi. Bấm thì nhắn vô à. Thôi cái cốp ra luôn. Nó dán cái gì đây một đống vậy trời. Dựng chịu. Cảnh báo, thông báo nữa. Thêm cảnh báo nữa của hãng nữa. Nhìn xe mày hết dám gọi luôn. Không. Đồ STB, trong độ. Ok. Trong độ này ngã xong chắc gãy luôn cái chân quá. Hai kiến đi. Lên đi ra đi đều ơi. Dạ đi với Vinh á. Đạt với đều vậy. Ờ đạt à. Cái này là cái bát đó nha anh em, mình giờ mình đánh này cho nó bóng cái, tại vì cái dàn áo anh em mình đi cũng hơi lâu rồi. Đó này thì bây giờ mình dùng cái khăn nè, khăn mềm mềm là mình chà thật là mạnh luôn. Cho nó bóng trở lại. Sao tôi nên nóng? Tại sao hồi đánh bát thì nhìn xe bóng lưỡng luôn nè anh em. Để em đi vào đường mà thấy mày lưỡng. Dội thấy xe mày. Bóng lắm. Anh bị phun chưa? Chưa. Dịch cái này ra chưa? Này. Này nó có chỗ bắt mà. Nhìn cái ống này ra đi cho nó dễ. Rồi, sao đây? Cái này bắt vô đây rồi. Để họ chế càng cho cái này cái của nhiều cái khu trại hả? Cái này cái tôi kêu gì quên mẹ. Cái càng như vậy. Ngoài cái chống chạm mình tên gì quên rồi. Hai bơi dông. Hai bơi dông. Hai bơi dông. Đây sau một hồi mà tháo ốc ra để mình giờ mình lấy ra được cái bát phun ra nè, em thấy cái bát phun màu nâu không, là bát phun zin nè, nó có 4 cái lỗ nè. Còn mấy phun gà tết thì nó 10 lỗ này, anh em nhìn kỹ mới thấy. Bây giờ mình sẽ thay cái màu xanh này vào cái màu nâu này, thì anh em chú ý có cái rò cao su đây nè, mình sang qua bên đây chừng nó mất á. Thì cái này nó không có nhiều tiền nhưng mà nếu mà mất thì đi kiếm lại nó khó. Đây, sau khi mà anh em gắn cái bát phun màu xanh này vô, anh em để cái phần cao su nó ngay ngắn lại như cũ rồi mình không chọc nó qua bên đây là đưa nó về với chiếc cũ. Sau khi vô đó bắt ốc dùng mới ghim cái giắc điện nó lại. Thì sau hồi mình mới vừa gắn cái bát phun ra tới xong rồi giờ gắn mới gắn cái lọc gió trụ Canon. Này là Canon xịn nha anh em. Thì xiếc này cứng chưa? Gõ phải không? Cứng nha, chạy rất ngọt. Cứng rồi, luôn hết cây rồi. Hết cây rồi hả? Ừ. Mình thấy kìm khai ra cho nó ăn.
Đúng rồi đó, ngắt rồi không? Đừng bóp quá, nó bóp cái chừng bóp nó lọc gió. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì khóa rồi luôn rồi. Má tôi khóa luôn á. Đây, xe ngày em sau khi mới dán tem nè anh em. Không đổ gì kia sao ta? Cái gì? Không đổ, thấy không đổ gì, nói gì không đổ rồi. Để vòng quanh đây quá. Đó. Mẫu này rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất là sáng, xe là xanh trắng với đỏ, ba màu chủ đạo. Có ra bộ tem này. Vì bên cầm nó là hết bài. Vậy em tháo gì vậy? Thấy em đổ rồi đó, nó kêu. Thấy em đổ hả? Ừ, tháo. Anh mặc được mày kèm cái này đi. Cái nút phải gì đó? Cái này nút phải là gì? Nút. Đi vớt cái tiêu này lại với lại đóng cái ống nha. Nhắn tiền cho cụ đều chưa? Cụ đều. Cụ đều. Leo bạc. Đổi nóc 304. Tụi mới đụng xíu nóng như trời. Ra ngoài đợi mua mấy sợi cốc lết anh để lên nướng. Lên chỗ nướng rồi nó nóng bà rồi luôn. Để gì được hả? Rồi. Xong hết đi, dọn giấy miếng tem lên cho em. Nè, tháo tiêu kìa đi. Móc tên đều. Test cho anh em xem kìa. Tháo ra. Quay mà. Móc tên đều gắn đi rồi nó tháo, em cũng tháo được. Thì giờ tháo em tháo ra để quay clip làm rồi. Clip cho anh em xem. Không, à, chết rồi. Quay cái bô thấy chiếc nhẫn không là chết rồi. Dặn ngược chiều sao nó không gian. Để má bô quăng vô đầu xe là còn không á. Ủa này, viết vô hay dặn ra? Dạ. Nó mày không thấy trời, đủ này. Rồi. Phan. Không hạnh. Mày không thấy em chín rồi. Gì? Dút dài nhẹ ghê. Má mua mấy bộ pha bộ kia rồi. Chúng gồng ối luôn hả? Rồi. 200 ngàn. Lên máy, lên máy. Chín, mười mới được. Để hoài. Đây là âm thanh của Leo Vinci. Bạc super fake không thì không có tiêu nha anh em. Chính nào. Hai này. Rồi. Kinh dị vậy, kinh dị vậy. Thôi đó. Ăn giả vô thôi. Giờ ráp vàng áo nữa là xong, đúng không? Còn gì nữa không? Đó rồi. Đây đúng rồi, còn cái này nè. Cái kèn. Thôi tháo này ra luôn. Tháo ra đây. Nè, áo gì nè, mất gió rồi nè. Giữ lại đây. Nè, mấy ống lại đây. Đi lắp vào nè. Dính hả? Này là đạt là thành bô xăng gió luôn. Bét phun lọc gió với cái bô. Quay clip nó nói giống một kiếm em rồi. Rồi đây. Con mày không rời được chứ. Thôi chạy coi nó mượt cỡ nào. Đạt, quay đi gắt nên đạt vô nó không rời đem đạt. Buông khỏi cái kẹp luôn. Không này gắt đâu nè. Okay. Rồi xong phim rồi. Về không, kiếm gì ăn cái nữa. Cái gì nữa ta? Cái gì? Miếng gì đó. Thôi, nhóm đó, này gắn, đó, đâu rồi? Không nhấn hả? Ừ. Anh thấy nãy đâu đây nè. Nè nè. Đó. Còn ngóc này gắn đâu á. Rồi, ngóc đây. Bóp đây nè.
khít đấy nè. Này khít nè. Cái gì mới khít mới được. Bao khít luôn. Khít quá chết rồi mọi người. Mấy tập nó thích quá chết luôn. Chết gì ai sao? Đưa đây, đưa cái ốc về đây. Góc nào? Ốc bấm hả? À, đây, không gắn ốc bấm đâu rồi. Góc này nè, gắn vô chân vô chỉnh trước, gắn lại. Gắn vàng áo chứ không phải cãi lộn nha. Hai này nó giờ nó thấy cãi lộn không à? Chưa. Kêu đều đều lấy cái điểm 10, Đạt lấy điểm 10, lấy cái này nè. Ừ, nhắm đít lên. Nhắm đít lên. Nó tao bán dạ. Qua hôm kia tao bán nhầm cái ba ga, thằng kia nó gắn sao không biết nữa, cái lò xo này nó không có búng. Như vậy nó nói gắn mài gì luôn. Không hiểu luôn. Điểm này chìa khóa.